Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mở trang 125. Chúng ta nói những điều cần chú ý thêm. Chung quanh người bệnh hấp hối. Câu hát: chú ý ngăn chặn chó mèo tới gần nơi hộ niệm. Đúng không chưa vậy? Đúng. Ráng cố gắng những điểm này cụ thể. Đừng có khinh thường những con chó con mèo. Mình ngồi bên này, nhìn bên kia. Thấy bên kia có con chó, nó lủi lủi vô, chặn nó lại. Ở bên kia nhìn bên này, thấy trên cái kèo nhà, trên cái tủ, có con mèo, nó nhìn xuống. Mình đứng lên đuổi nó đi. Đừng có để nó nhảy phá bẫy, bà không tốt. Cẩn thận mấy điều này. Đừng khinh thường. Mà ơn à. Câu y, người trưởng ban luôn có mặt tại hiện trường để theo dõi diễn tiến, kịp thời khai thị. Đúng không? Đúng. Muốn biết sự chuyển biến của người ra đi, thì hộ niệm đừng có lấy cái mền quang minh tú cái mặt người ta lại. Hôm trước đi hộ niệm ở kia, người ta chủ trương tú cái mặt lại. Giờ không biết làm sao mà giải quyết vấn đề. Tú cái mặt thì không thể nào chuyển thấy được chuyển biến. Mong quý vị phải nhớ là đắp cái mền văn minh tới cổ là đủ rồi. Nhờ cái diễn tiến trên sắc mặt mà biết được à cái người này đi có tốt hay không. Và mình thấy 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ mà cái thân tướng không chuyển biến là mình coi có thể người ta trở ngại cái gì đó. Mình tìm cách gỡ ra, gọi là điều giải, khai thị hướng dẫn. Dù chết rồi cũng phải làm như vậy. Đây là cái điều thực tế. Và trong khi mà hộ niệm cho những người phàm phu như chúng ta, 100 người mình có thể tính rằng là tới 80-90 người họ bị trở ngại. Nhưng mà nhờ mình gỡ ra, mình hóa giải, hướng dẫn, tiếp tục hướng dẫn, mà gỡ được đấy. Còn nếu mà mình cứ âm thầm niệm Phật, không nghĩ chuyện hóa giải, thì nhiều khi 100 người mình may ra thấy được một người có tội tướng tốt, 2 người có tội tướng tốt, còn bao nhiêu? Vì tham chấp đủ thứ, trên vướng nạn đủ điều, cảm thấy dân gian đang làm khó khăn họ mà mình không biết. Đây là điều thực tế. Mong cho vị cố gắng, đừng có nên sơ ý. Câu gì? Thỉnh thoảng người trưởng ban chấp tay thành tâm khấn nguyện cầu xin chư vị pháp giới có duyên buông xả oán thù, phát lòng niệm Phật trợ duyên. Đúng không? Đúng. Khi mà mình điều giải nhiều lần rồi, mình cũng nghĩ rằng là có thể cũng có một số oán thần trái chủ người ta chưa cam lòng buông xả. Thì sự thành tâm của người hộ niệm tiếp tục khuyên giải họ. Điều này gọi là âm thầm khuyên giải. Chư vị đồng tu cứ tiếp tục niệm Phật, mình chấp tay lại khấn nguyện cầu xin chư vị buông xa. Nguyện mong trong cái cơ hội này buông oán thù ra, cùng nhau niệm Phật để cùng trở về Tây Phương. Đây là cái điều nên làm. Chúng ta nên làm như vậy, cái tâm thành, nó cảm ứng. Còn mà điều giải với tâm không thành, thì không có cảm ứng. Nhớ cho kỹ. Ráng cố gắng lên. Cho nên mình đi hộ niệm cho một người phàm phu, nó khác với hộ niệm một người thượng căn thượng trí. Khác với đi hộ niệm cho một vị đại tăng, một vị hòa thượng, các ngài có đức lớn, mình không còn cái tiện. Từ các ngài đi. Còn nếu các ngài cho phép thì mình cũng nên điều giải, mình cũng nên khuyên rằng. Còn các ngài không cho phép thì cái phận của người Phật tử chúng ta không nên xen kẽ vào, để các vị tự lo lấy. Nếu mà các ngài cho phép đàng hoàng thì chúng ta sẵn sàng cũng lấy cái lòng thành mà nhắc nhở các ngài. Nhưng mà chúng ta tự động nhắc thì nó biến thành là giống như là vô phép, vượt rào.
gây phiền não không hay. Câu K. Nhắc nhở gia đình nên liên lạc sớm với nhà hoàng và lo coi ngày giờ để tránh nạn trùng tang. Đúng hay sai? Sai. Điều này là cái điều của thế gian làm. Thế gian tin sao họ làm vậy. Còn chúng ta tin Phật Pháp, phải nhắm tới Phật Pháp mà điều giải, nhắm tới Phật Pháp mà hướng dẫn thì hay hơn. Còn chuyện thế gian hãy khuyên, trước sau gì mình cũng chôn, trước sau gì mình cũng tán. Hãy để hộ niệm nó thiết là viên mãn rồi, sau đó mới tính. Dồn hết tâm lực vào câu A-di-đà Phật, nguyện Phật từ bi gia trì mới tốt, mới giúp cho người bệnh gỡ được ách nạn của họ mà vãng sanh. Còn nếu mà lúc đó tâm bồn chồn, cứ lo sợ, lo lắng cái này, lo lắng cái nọ, thì thường thường miệng niệm mà tâm lo lắng, không có cảm ứng. Miệng niệm mà tâm sợ trùng tang, không có cảm ứng. Miệng niệm mà nghĩ rằng là làm sao mà chôn cho nó kịp thời, chứ không bị trùng, bị đồ gì đó, thôi chịu thua. Đó là do tâm không thành, mà hộ niệm bị trở ngại. Cho nên cứu người vượt qua tam giới, đi về Tây Phương là cái phước vô tận. Mong cho vị chú ý, đừng cân nên mà phân tâm làm cho mất phần vãng sanh của người thân trong gia đình, tội nghiệp họ lắm. Câu L. Nhắc nhở những người thân dễ khóc nên ra ngoài, hoặc cần phải đặc biệt theo dõi để kịp thời ngăn chặn. Đúng. Đúng á. Nhắc nhở người thân dễ khóc. Thường thường có những người dễ khóc. Trước đó mình hiểu được rồi, mình cũng tới hướng dẫn, an ủi, khuyên tâm họ để họ quyết lòng niệm Phật giúp cho cha mẹ vãng sanh, giúp cho ông bà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Là cái điều mà có hiếu, có nghĩa, có tình, và đó chính là tình thương cao cả nhất. Nhưng mà thường thường thế gian không dễ gì mà người ta hiểu đạo đơn giản đâu. Mong cho vị nhớ cho vậy, những người mà dễ khóc, lúc đó nên mời, chị nên ra phòng ngoài, anh nên ra phòng ngoài, cháu nên ra phòng ngoài để tránh khóc trước mặt người ra đi. Với hơn nữa là có những trường hợp mà người ta quá cảm động hoặc người ta quá xúc động, nhào vô ôm nắm cái thân xác, coi chừng có thể trở ngại. Đó là do sự yếu mềm không kiềm chế được. Mong cho vị chú ý đặc biệt theo dõi những người đó và kịp thời ngăn chặn, đừng có để họ gây xáo trộn, không tốt. Đây là do tình thương. Vì thương mà không biết đạo, vì thương mà không có hiểu lý, cho nên cái lòng thương nó trở nên mềm yếu. Mà mềm yếu cái chuyện của thế gian thì người ta thì làm cứng trong đường mà ngăn cản sự giải thoát của người thân nhiều lắm. Mong cho vị chú ý, ráng cố gắng. Không được khóc trước mặt người bệnh, nhưng người thân được quyền ôm nhau khóc trong buồn, vì sẽ không ảnh hưởng đến người chết. Đúng hay sai? Sai. Cái câu này là bổ túc cho câu trên. Sai. Mình đem người thân ra vào ngoài, nhưng mà người ta ra vào ngoài, người ta không khắc thúc tích. Sự thúc tích của họ vẫn ảnh hưởng như thường. Nó đỡ hơn phần nào. Nhất là những lúc mà chưa chết, chưa ra đi, mà khóc trước mặt người bệnh là trực tiếp gây ảnh hưởng. Tại lúc đó là trực tiếp ta nhìn thấy. Nhưng mà sau đó thì người ta cảm ứng. Vì khi chết rồi có thể người ta ở trong cái thân trung ấm, người ta có thể hiểu được. Mong cho vị mới nhớ là đặc biệt theo dõi. Khuyên cái người khóc nó đừng khóc, đừng than nữa mới hay. Cố gắng là thương cha nhớ mẹ gì đó, ráng niệm Phật để cha mẹ mình thoát nạn mới là tốt. Chứ đừng có nên... Có nhiều người tình thật với nói là bướng bỉnh vô cùng. Khuyên không nghe. Khuyên không nghe thì đôi chịu thua. Ban hộ niệm chúng ta không có quyền được gì ngăn cấm họ. Nhưng mà có những người thực sự mình khuyên không nghe. Khuyên không nghe thì mình đành phải chấp nhận là chịu tương đau, chứ không biết là cách nào khác hơn. Mong cho vị hiểu rõ như vậy. Đây là điều thực tế. Câu N. Nếu người ra đi quyến luyến gia đình nặng quá,
thì nên khuyên gia đình cách ly trong lúc lâm chung, đúng không? Đúng. Cái câu này nó bổ nghĩa cho hôm trước có một câu là trong lúc lâm chung bắt buộc phải cách ly gia đình. Thực ra là những người không biết đạo, không được khai thị, không được hướng dẫn về hộ niệm, họ luôn luôn quyến luyến gia đình. Đây là những trường hợp mà nên cách biệt để mà tìm cách thoát gỡ. Chứ mà thực sự có thoát gỡ được những cái nạn trước mắt thì họ cũng bị cái nạn lâu dài. Vì một khi đã vướng mắc tới tình cảm gia đình, quyến luyến người thân thương nhớ con cái, rất khó vận hành, rất khó vận hành. Chính vì vậy mà những người mà không có học đạo kỹ, không biết đạo kỹ, vì cái tình thân quyến luyến này, cái tình quyến luyến này mà họ không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên mình thấy là hàng vạn hàng ức người ra đi chết ra đi đều bị cái nạn là quyến luyến gia đình mà bị nạn đấy. Cho nên mình thấy mình nói ở đây, mình đem cái lời khải thị này tất cả của chư tổ đó mình gửi đi khắp nơi, nhưng mà gửi gì gửi cũng chỉ một vài người biết, còn vài người hiểu thôi. Người ta tin còn bao nhiêu, không bao giờ người ta tin, không bao giờ ta nghe đến. Chính vì thế mà xin thưa chư vị là Phật cứu chúng sanh cũng phải đành đắng miệng đắng mồm, cũng gây khó khăn như tượng tại chúng sanh cũng nghe, không nghe thì thôi chịu thua. Cho nên chúng ta phải biết dặn dò con mẹ, các cha, các anh, các chị, dặn dò là nên nhớ quyến luyến gia đình nặng quá là một mối trở ngại rất lớn trên con đường vãng sanh. Và những người mà gặp trường hợp mà quá nặng như vậy thì vấn đề cách ly nên ứng dụng. Tại vì nếu không cách ly để người thân trong gia đình ở đó thì rất là kẹt, nặng thêm nặng. Nhưng mà xin thưa quý vị đã quyến luyến, xin thưa quý vị đã quyến luyến thì rất khó vãng sanh, vô cùng khó, có kinh khủng lắm. Mong quý vị chú ý, đừng có nên sơ suất mà nhiều khi oan uổng một cuộc đời. Câu ô, người trong gia đình bắt buộc phải cách ly thì mới hộ niệm được, đúng hay sai? Sai. Đấy, chú vị thấy rõ rệt đây là điều sai. Có lúc cần cách ly, nhưng mà có lúc chính người gia đình hộ niệm cho người thân rất tốt. Vì tất cả mình thấy hầu hết 90% người hộ niệm được vãng sanh là nhờ cái gia đình thành tâm lạy Phật, thành tâm khuyên giải, luôn luôn tiếp xúc với người bệnh, luôn luôn ở bên cạnh người bệnh để mà niệm Phật cho người bệnh. Chứ còn người hộ niệm thì người ta một tuần người ta đến một lần, đến khi mà nặng quá thì một ngày người ta đến một lần, sau cùng đó thì người ta mới trực tiếp thay phiên nhau 24 trong lúc pháp hối. Chứ còn tất cả đều do gia đình không thôi. Cho nên chúng ta đưa qua cái luật là phải cách ly gia đình. Chứ cách ly gia đình, còn ai mà để chăm sóc cái người bệnh đó được nữa. Mà chăm sóc tức là hộ niệm. Chăm sóc tức là tạo cái sự gần gũi với nhau suốt trong thời gian, cho lúc bệnh cho đến lúc mà người ta sắp sửa ra đi. Cho nên cái quy luật mà cách ly gia đình là ở những người không biết đạo, những người không rành về vãng sanh, thì mình thấy sự quyến luyến như vậy không cách nào gỡ được, cho nên mình đành phải cách ly để mà gỡ cho người ta. Còn những người biết đạo rồi, gia đình biết đạo rồi, thì chính gia đình là cái nguồn gốc hộ niệm cho người thân rất tốt. Mong chư vị phải nhớ như vậy mà áp dụng luật một cách hết sức là đúng pháp. Đừng nên cứng rắn, mà nhiều khi chính sự cứng rắn đó cũng có thể gây ra trở ngại cho người bệnh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.